Thật đau xót xót xa cho hoàn cảnh của cô chú anh chị ơi, không thể nào mà tưởng tượng nổi luôn. Một căn nhà vườn với tổng diện tích đất 900m2, có 100m2 luôn mà có căn nhà chà bá lửa luôn, mà giá chủ kêu chỉ có là 1.3 tỷ luôn cô chú anh chị, không thể nào tin nổi luôn. Thì em bên nhà đất Tiền Giang Phạm Di, hôm nay em sẽ quay cho cô chú anh chị mình một siêu phẩm nhà vườn bán đất tặng nhà là có thật luôn nha cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị hãy xem hết cái clip này của em nha, đoán xem căn nhà này có cái gì nha. Nhà mình đất rất là nhiều nha, ngang là 12m và sâu vô là 53m. Thì đất của mình là nở hậu rất là nhiều luôn, hậu của mình là được là 18m, chạy nở hậu gần là 5m mấy luôn nha cô chú anh chị. Thì căn nhà vườn của mình là đất rất là nhiều luôn, tính tiền đất không là ngoài 1 tỷ rồi. Nhưng hôm nay chủ bán vừa đất vừa nhà luôn, chỉ có là 1 tỷ 3 thôi, sổ hồng riêng pháp lý có gan. Thì chỗ mấy tay em đứng là em chỉ ở ngoài đó, đất mình ra tới lúc ngoài đó luôn nha. Từ mấy nhà mình ra tới cái ganh đất mấy ngoài đó khoảng là gần 20m luôn nha. Đất mình còn rất là nhiều. Ở trước thì mình có chủ có làm cho mình một cái tiền chế rất là rộng luôn. Nhà mình thì có một phòng khách, có là 3 phòng ngủ, một nhà sau, 2 nhà sau luôn nha cô chú anh chị. Nhà mình rất là rộng rãi luôn, nhà còn rất mới. Thì diện tích xây dựng căn nhà mình, căn nhà này là khoảng là 300m2 nha, nên căn nhà mình rất là rộng luôn. Thì căn nhà vườn mình thích hợp cho cô chú anh chị, một đại gia đình mình về đây sinh sống mà ở là rất là ok luôn nha. Tại địa chỉ căn nhà của mình là xã Tam Hiệp, có huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì gần cuối clip em sẽ quay con đường cho cô chú anh chị mình theo dõi và nắm rõ cung đường mình nha. Thì đường của mình thì đường đá xanh 2m2 và cách quốc lộ 1A chỉ có là 200m nha cô chú anh chị, rất là gần luôn, một đường thẳng làm vô tới căn nhà mình luôn. Thì nhà mình ngay chỗ cầu chợ Bưng, ngay chỗ cầu chợ Bưng của mình về đây chỉ có là 300m thôi nha. Thì cô chú anh chị mình từ thành phố Hồ Chí Minh, cô chú anh chị mình ra cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh, mình di khoảng là 500m là tới căn nhà mình. Nhà mình thì cách đường quốc lộ chỉ có là 200m thôi. Thì nhà ở đây là phòng khách của mình, chủ cũng ốp gạch đóng trần lao phong cho mình rất là rộng luôn. Tại vì căn nhà của mình diện tích xây dựng là tới là gần 300m2 nha. Phía sau mình này có hành lang L nên căn nhà của mình rất là rộng. Nhà mình đám tiệc mình có thể đãi được khoảng là 20-30 mâm vẫn được luôn nha. Nhà mình đất rất là nhiều nha. Thì sân trước của mình thì chủ chừa rất là rộng luôn, khoảng gần 300m2 nên cái sân mình rất là rộng nha. Ở đây là hành lang L của mình, hành lang L mình đi thẳng ra ngoài sau. Đây, rất là rộng rãi cô chú anh chị. Thì giá chủ kêu chỉ có là 1 tỷ 3 vừa đất vừa nhà luôn nha. Thì căn nhà này nếu mà xây dựng em đoán khoảng là gần là 1 tỷ rồi nha. Là chưa tính tiền đất. Tiền đất là khoảng là 1 tỷ căn nhà này em bảo đảm luôn. Tại vì căn nhà đang ngợp với đang bị dính nợ dữ lắm nha cô chú anh chị, nên chủ mới bán giá đó. Thì đây là nhà sau của mình. Nhà sau mình thì được là hai cái nhà sau nha. Đây là nhà sau thứ nhất. Phía sau mình còn một cái nhà sau nữa. Là hai nhà sau. Có phòng vệ sinh ở trong nhà luôn. Và ngoài sau mình có một cái phòng vệ sinh riêng ở ngoài luôn, là hai phòng vệ sinh nha, ba phòng ngủ nha. Thì tổng hết diện tích của mình là 900m2 nha, có trong đó mình có là 100m2 là thổ cư và giá chỉ có là 1.3 tỷ, là không thể nào mà tin nổi luôn nha cô chú anh chị. Nhà con đường của mình rất là thuận tiện dễ đi luôn, từ quốc lộ 1A mình đi vô chỉ khoảng là 200m thôi tới nhà liền. Đây, ngoài sau này mình có một phòng vệ sinh riêng ở ngoài đây luôn nha. Thì điểm yếu của ngôi nhà của mình thì cái gì nó ghẻ cũng có điểm yếu nha. Thì trên đất mình là sẽ có là 3 ngôi mộ. Thì đất của mình là cuối ngay chỗ cái mí tay em chỉ là mí tường ngoài sau đó. Rồi chủ sẽ cắt lại nha, cắt lại ngay chỗ cái mí tay em chỉ cái cặp cái vách nhà sau của mình, là cắt lại phần này khoảng là 7m nha. Thì tổng hết cái sổ này là một công đất nha, 1.000m2 nha. Thì cắt lại khoảng là 100m2 cho cái phần mộ này nha. Về đây có thể mình xây bức tường ngang là ok liền. Thì chủ sẽ cắt lại phần đó nha cô chú anh chị. Thì em quay chi tiết để cho cô chú anh chị mình nắm rõ nha. Thì sắp tới đây em sẽ ra những căn nhà vườn tài chính khoảng là 500-600-700 nha. Cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh em để theo dõi mỗi ngày nha, để em ra những clip mới anh cô chú anh chị mình sẽ thấy nha. Đăng ký kênh mới thấy nha anh chị, tại vì đăng ký kênh rồi mới thấy được cái clip em ra nha. Chuẩn bị 500-600-700 đều có hết luôn. Nhà rất là đẹp, rất là rộng luôn. Tại vì căn nào em quay trước em sẽ lên trước nha. Thì anh chị nhớ đón xem nha. Thì anh chị nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một nút like nha, và một bình luận đánh giá kênh của em. Hoặc căn nhà này có mắc ghẻ thì cô chú anh chị mình cứ bình luận để cho em nói chuyện với chủ thêm về giá cả nha. Thì em xin nhắc lại địa chỉ căn nhà của mình là xã Tam Hiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cách quốc lộ 1A mình chỉ có là 200m thôi. Thì căn nhà của mình có mặt tiền rất là khủng nha, mặt tiền tới mấy chục mét mặt tiền nha. Thì con đường mình sẽ đi cặp với hông với căn nhà của mình nha. Và ngang thì diện tích của mình là ngang là 13 và sâu vô là 54 nha, là em đã từ ra là 100m2 ở ngoài sau rồi nha. Thì tổng diện tích đất bán là 900m2, trong đó mình có 100m2 thổ cư, giá chỉ có là 1.3 tỷ nha. Đây, điểm yếu của mình thứ hai của mình ở đây là nằm ở đây nữa nha. Thì em có xong quay vậy nha.
thì mình sẽ dính một đường dây điện 220 ở đây nha. Giờ đi xéo miếng đất mình một chút xíu thôi nha cô chú anh chị, nên căn nhà mình không có dính đường dây điện nha. Thì con đường của mình là đường cặp mấy hông miếng đất mình luôn nha, và góc hai mặt tiền luôn, và đường là đá xanh là 2m2, xe ô tô mình không vào được, xe vật tư xây dựng vào được nha. Thì nhà của mình là hướng đông nam, góc hai mặt tiền, chỗ mấy tam chỉ là hàng rào chủ đó làm xung quanh đất cho mình luôn rồi.